Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Xin đừng ngộ nhận. Bài viết được đăng trên trang Facebook Đỗ Ngà. Hệ thống chính trị được sinh ra để làm gì? Để trả lời câu hỏi này thì ai cũng nói được thôi. Thứ nhất là nó quản lý xã hội, thứ nhì là nó quản lý kinh tế đất nước. Thế nhưng nếu đặt ngược lại câu hỏi, hai mục tiêu đó họ đạt được hay không, thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy những con số không tròn chỉnh. Quản lý xã hội thì buông bỏ hoàn toàn, vai trò bảo vệ đất nước thì quân đội buông xuôi và xúi dân mang cờ đỏ sao vàng ra biển đấu với súng đạn Trung Cộng. Vai trò bảo vệ yên bình cho dân cũng buông, đẩy trách nhiệm đó cho những hiệp sĩ đường phố làm thay. Tòa án thì bao che cho những kẻ phạm tội, tội ấu dâm tù treo, giật hai ổ bánh mì thì vào tù, tự bắt trộm đột nhập vào nhà mình thì bị đi tù, vân vân và vân vân. Bảo vệ đất nước hay không? Thưa là không. Có bảo vệ bình yên cho dân hay không? Thưa là không. Bảo vệ công lý không? Thưa không. Vậy các bạn còn tin tưởng giao mọi thứ cho đảng và nhà nước ư? Quản lý kinh tế thì sao? Họ mượn nợ thế giới để họ bòn rút rồi đổ món nợ lên đầu bạn. Việt Nam phồn thịnh ư? Việt Nam có người sắm Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini không thua kém gì nước ngoài ư? Việt Nam có người sắm máy bay riêng như nước ngoài rồi ư? Đấy là bề nổi. Vậy tôi hỏi ngược lại bạn rằng, cộng hết tất cả tài sản của những đại gia giàu có đó, đủ trả nổi món nợ 431 tỷ đô la nợ nước ngoài mà chính quyền đã nhân danh bạn để đi vay hay không? Việt Nam mới chỉ 4 tỷ phú đô la, tổng tài sản đó, liệu có trả nổi tiền lời một năm của số nợ 431 tỷ đô la hay không? Rồi những triệu phú đô la Việt Nam có là gì so với nước khác? Như vậy rõ ràng là sự phồn vinh mà bạn thấy kia đó chính là số tiền xà xẻo các khoản vay nợ nước ngoài bằng cách này hay cộng với cách ăn cướp tài sản nhân dân bằng chính sách mà Thủ Thiêm là một ví dụ. Thực sự những sự giàu có của một nhóm người cực ít ỏi kia thực chất là sự vay mượn nước ngoài để tạo bề mặt phồn vinh. Còn thực chất đằng sau bức màn phồn vinh kia là gì? Là thu nhập dân chỉ có 2.300 đô sau 32 năm mở cửa. Là hàng chục vạn lao động ra nước ngoài làm cu li hoặc làm đĩ, là hàng vạn đồng bào bị cướp đất trở thành vô gia cư, là cảnh học sinh lội thác hoặc đu dây đi học, vân vân và vân vân. Rồi chỉ một chiến dịch bắt tham nhũng, bạn cũng đã vội mừng. Sao bạn không đặt câu hỏi, tại sao không ngăn cản tham nhũng từ đầu mà để nó ăn sạch rồi mới bắt thì gọi là công lao? Thực chất cái đó chỉ là sự sửa sai, chứ chả phải là công lao gì cả. Vậy thì cứ để sai trái làm nát bấy, rồi sửa và réo lên rằng công to lớn lắm đó, mà bạn cũng vỗ tay hoan hô thì nói thật, bạn quá ngây ngô. Chưa hết, vây bắt những thằng tham nhũng này và thay thằng khác thì có đảm bảo thằng đó sạch hay không? Tham nhũng khắp nơi thì cái thể chế chính trị không có lỗi đà, Đảng Cộng sản vô can à. Vậy thì lấy lý do gì để cho bạn tin? Đảng Cộng sản tự cho mình độc quyền lãnh đạo đất nước, vậy bạn có đặt câu hỏi rằng thành quả của Đảng đâu mà đòi độc quyền? Nhìn đâu cũng chỉ là hậu quả, từ chiến tranh tương tàn cho tới lúc hết chiến tranh thì cũng toàn là hậu quả. Thế đã chưa là quá đủ hay sao? Kính thưa quý thính giả, ô tham nhũng ngày càng phình lớn, nhưng mồi ăn ngày càng thiếu hụt nhỏ đi, thì chuyện cắn xé giết nhau là chuyện đương nhiên phải xảy ra. Trong tiết mục Chuyện nước non mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết có tựa đề Cuộc chiến trong bầy của Đỗ Ngà sẽ được quê hương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay. Lương cán bộ công chức nhà nước chỉ chưa tới 15 triệu, thế nhưng nhà chục tỷ, trăm tỷ của cán bộ cứ ngang nhiên xuất hiện. Đấy là bài toán đơn giản mà ai cũng nhìn ra. Nó là một lời khẳng định rằng, chính quyền Cộng sản là một hệ thống quan chức sống bằng tham nhũng. Có thể nói những quan chức Cộng sản nhận lương gia rô đồng, nhưng họ vẫn giàu nước đố đổ vách. Tựa như ăn kiểu lùa hốt ở nhà hàng, quan chức Cộng sản cũng vậy. Sức ăn của họ một, nhưng lo hốt đến 10, đến 100. Máy móc nào thì nhiên liệu đó. Có loại máy móc hoạt động được là nhờ xăng, cũng có loại hoạt động được là nhờ dầu diesel. Tương tự vậy, bộ máy chính quyền Âu, Mỹ vận hành được là nhờ lương, còn bộ máy chính quyền Cộng sản Việt Nam vận hành được là nhờ tham nhũng. Chính phủ liên bang Mỹ sẽ bị sụm nếu thiếu tiền trả lương. Còn bộ máy chính quyền Cộng sản thì sao? Thì bộ máy này cũng sẽ bị sụm nếu thiếu tiền cho nó tham nhũng. Câu khẳng định như thế tưởng là nói đùa, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Chính sách thuế kiểu vặt lông vịt
là một phương cách mà bộ máy này nạp năng lượng cho túi tham để duy trì sự hoạt động của nó. Cái hố nợ công bị khoét ngày càng sâu và rộng cũng là vì đi vay để duy trì tham nhũng. Vay càng nhiều càng tốt, không cần tính đến kế hoạch trả nợ. Vì khi trả nợ, cứ đè cổ hơn 90 triệu con vịt ra vạc lòng, cắt tiết là xong. Còn nữa, họ dùng bộ não để nghĩ ra đủ thứ chiêu trò để dụ khi Việt Kiều gửi đô về nuôi họ. Bài ca khúc ruột ngàn dặm cũng là trò dụ dỗ ấy mà thôi. Mục đích để câu kiều hối về nhét vào túi tham nuôi chính quyền cộng sản tồn tại. Thằng ăn trộm đang thăm viếng một cửa hàng đá quý. Nó vào đó để ngắm nghía xem chủ cửa hàng có sơ hở nào thì ra tay. Thấy chủ tiệm bận nói chuyện với khách, nó thò tay lấy một viên kim cương cho vào miệng và nuốt gọn. Khi phát giác mất đồ, chủ tiệm chẳng biết ai lấy vì lục hết mọi người ở đó đều không thấy. Về đến nhà, tên trộm tranh ma dùng bô nhựa sổ ra cho sạch ruột rồi banh tìm viên đá quý mà hắn đã nuốt. Cuối cùng, hắn cũng tìm được thứ mà hắn đã ăn cắp. Hắn đem nó ngâm vào chậu để rửa, kỳ cọ cho sạch, rồi dùng nó để sống phè phỡn. Tương tự như vậy, trong hệ thống chính quyền cộng sản có tham ô thì chắc chắn phải có hệ thống rửa. Đồng tiền từ thuế do dân lao động đến cộng lương nộp vào. Một tấm màn đen được dựng lên để che mắt nhân dân. Tấm màn đó có tên là thiếu minh bạch. Sau bức màn, một đám người đông đúc chen chúc tha hồ bốc hốt nuốt cho thật nhiều, rồi mỗi tên lại đem nó về thải vào chậu để rửa cho sạch những đồng tiền bẩn. Vậy chậu rửa cho đám quan chức là cái gì và đặt ở đâu? Nói trắng ra, chậu rửa đồ ăn trộm là những doanh nghiệp xanh xao. Tiền tham nhũng được cho vào đó rửa rồi các sếp lấy ra xài. Ở Việt Nam, có nhiều doanh nghiệp lớn nhanh như thánh giống. Nó không tuân thủ theo quy luật lớn mạnh của bất kỳ một doanh nghiệp chân chính nào. Có khi lấy tiền đưa vào đó rồi lấy ra, có khi đám quan chức tạo kế hoạch cho doanh nghiệp sân sau hốt tiền rồi chuyển lại cho mình. Có cùng thì ắt có cầu. Nhìn đâu cũng thấy dấu hiệu của một bộ máy nhà nước chạy bằng thứ nhiên liệu tham nhũng. Hồi xưa tôi học cấp 2, vào giờ thực hành sinh học. Cô giáo phân công mỗi tổ mang theo một con ếch sống để giải phẫu, tức mổ xem bên trong nội tạng con ếch có gì. Sau giờ thực hành, tôi mới hiểu đúng về cấu tạo con ếch. Việc bắt ếch mổ xẻ là một việc làm chỉ mang ý nghĩa là làm sao cho bọn tôi hiểu, chứ việc giết mấy con ếch không thể xóa sạch loài ếch được. Với bộ máy sống bằng tham nhũng, thì hôm nay họ bắt một vài tên để làm thịt. Thì điều đó, nó chỉ có tác dụng cho ta một cái nhìn tường tận hơn cái bộ máy tham nhũng của nó mà thôi. Sẽ không thể diệt hết tham nhũng đâu. Năm 2010, trong một phiên họp của Quốc hội Bù Nhìn, ông Nguyễn Sinh Hùng nói, hôm nay thấy sai một chút chỗ này xử lý, cách chức đi, kỷ luật đi. Ngày mai thấy sai chỗ kia, cách chức đi, kỷ luật đi. Lấy ai mà làm việc các đồng chí? Câu nói này gây phẫn nộ trong nhân dân, nhưng cũng phải công nhận là ông ta nói thật. Không một quan chức nào mà tay không nhúng chạm. Khi lòng tham ngự trị thì cái ác sẽ trỗi dậy. Đằng sau bức màn đen, họ che mắt dân để bốc hốt. Khi những kẻ tham chụm lại một mỏ vàng vô chủ, thì mâu thuẫn giữa những kẻ giành ăn này xảy ra là điều tất yếu. Kẻ xu nịnh thường là những kẻ đánh mất nhân cách hay không có lòng tự trọng. Trong thời đại được mệnh danh là thế giới phẳng, thì mọi thể loại thông tin trong đời sống được công khai trên các trang mạng xã hội rất nhanh chóng. Nhờ vậy mà những sự kiện và những phát ngôn, đặc biệt là của các quan chức cộng sản thuộc tầng lớp thống trị, luôn là đề tài để công chúng bàn luận. Điển hình như vụ đảng viên lão thành Nguyễn Khắc Thủy phạm tội dâm ô với trẻ em, nhưng hưởng 18 tháng tù treo nhờ chiếc thẻ đảng, gây ra nhiều phẫn nộ trong dư luận. Nhưng đặc biệt hơn cả là sự kiện một ngày trước khi Hội nghị Trung ương 7 diễn ra, mạng xã hội bàn luận sôi nổi về lá thư yêu cầu công khai bản kê khai tài sản do 130 người ký tên, yêu cầu người cầm đầu đảng là Nguyễn Phú Trọng làm gương, hãy là người đầu tiên của đảng công khai bản kê khai tài sản. Theo hãng truyền thông BBC loan tin một đoạn trong thư yêu cầu ông Nguyễn Phú Trọng
công khai bản kê khai tài sản, viết, xin trích. Việc chậm trễ thực thi quyết định về công khai các bản kê tài sản của cán bộ, đảng viên các cấp đang đặt dấu hỏi lớn về quyết tâm chống tham nhũng của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, hiện tượng này cũng đặt ra vấn đề là đang có sự đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, giấu giếm khuyết điểm, xa dân, sợ quần chúng, và ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau, trong số cán bộ nằm trong diện phải công khai tài sản, hết trích. Thư kêu gọi, Tổng Bí thư hãy làm gương là người công khai bản kê tài sản của mình trên báo chí, cổng thông tin điện tử và Internet trước tiên. Chắc có lẽ cũng giống như Cục trưởng An toàn Thông tin, trực thuộc Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Thanh Hải, Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng cũng không dùng Facebook, Viber, Zalo, YouTube, vì mấy thứ này rất đau đầu và tốn thời gian. Vì vậy mà từ ngày 6 tháng 5 năm 2018, ngày mà thư yêu cầu công khai bản kê khai tài sản, dành cho Tổng Bí thư Đảng xuất hiện, không thấy có dấu hiệu phản ứng gì từ ông Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Trọng có thể không lên mạng đọc báo, nhưng đồng đảng thân cận của ông chắc chắn phải báo cáo, để ông biết mà lo liệu cho cái bảng đệ nhất thanh liêm, giả hiệu của ông. Trong xã hội ngày nay, dưới sự cai trị của Cộng sản Việt Nam, khi mà sự thật thì suy đồi, mà giả dối thì lại lên ngôi, thì rõ ràng quyết tâm chống tham nhũng của đảng cũng chỉ là thứ hàng nhái, hàng giả, chỉ để triệt hạ phe nhóm là chính. Phải chăng ông Tổng Bí thư Đảng tự thấy việc mình kê khai tài sản để niêm yết công khai sẽ trở thành lợi ông còn ở bụi này, vì trình độ tham ô, tham nhũng của ông Trọng cũng không phải vừa, tương đương bằng tiến sĩ xây dựng đảng mà ông đang sở hữu. Vì lẽ đó mà sáng 13 tháng 5 năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng tổ đại biểu số 1 đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, quận Hoàn Kiếm. Tại đây ông Trọng tiếp tục chiêu bài chống tham nhũng nước đôi, khi cho rằng chống tham nhũng không phải là cứ xử thật nặng, chung thân hay tử hình, những ai tay đã trót nhúng chàm tham nhũng, mà phải là xử lý theo cách nhân văn, nhân đạo, nhân tình, để người vi phạm có cơ hội làm lại, mở đường cho người ta tiến, chứ không phải đánh một phát chết tươi, cùng bất đắc dĩ mới phải xử lý hình sự, vân vân. Nếu Trịnh Xuân Thanh ở trong tù mà nghe được bác Trọng nói như thế, thì ngày đoàn tụ của Thanh với vợ con ở nước Đức vẫn còn có chút hy vọng, dù mong manh. Nếu người tự nhận mình là kẻ đốt lò vĩ đại, mà còn lo ngại một ngày nào đó, mình cũng sẽ biến thành củi, để đối phương ném vào lò, thì có thể hiểu được tâm trạng lo xa của cụ Tổng Trọng trong những lời phát biểu này. Bởi cuộc chiến rừng xanh giữa những đàn chó sói là vô cùng khốc liệt và tàn bạo. Hơn ai hết, người Cộng sản hiểu rõ điều đó nhất. Người dân Sài Gòn đang sống trong không khí oi bức do nhiệt độ tăng cao vào mùa khô, thì ngược lại, các quan chức và cựu quan chức thành hồ đang lạnh sống lưng, vã mồ hôi hột, vì cái lò thanh trừng phe cánh miền Nam của Tổng Trọng đang bắt đầu hoạt động, sau khi Trọng đã bình định xong Đà Nẵng để đưa đàn em thân tín vào nắm giữ các vị trí chủ chốt. Thành hồ là mỏ vàng mà Tổng Bí thư đã ngắm nghía từ lâu. Nơi đây là lãnh địa của dòng họ đại gia Tư Bản Đỏ Lê Thanh Hải, Trương Mỹ Hoa, đang sở hữu những khối tài sản cực kỳ lớn, nhất là về đất đai và các dự án. Cựu Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải trước đây chính là hung thần cướp đất người dân Thủ Thiêm, quận 2. Giờ đây vị trí này đã được chuyển giao cho một hung thần khác, phe cánh của Tổng Bí thư Trọng, là Nguyễn Thiện Nhân, đang âm mưu cướp đất của nhà dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, cùng hơn 20 cơ sở tôn giáo, thờ tự, tín ngưỡng khác, cũng cùng chịu chung số phận. Đời người lên voi xuống chó là lẽ thường tình, nhưng nhục nhã nhất có lẽ là chịu tiếng đời nguyền rủa, ác giả ác báo. Trời cao có mắt, Lê Thanh Hải và thuộc hạ của ông ta đang chuẩn bị nhận quả báo nhãn tiền do những tội ác mà họ đã gây ra cho nhân dân trong quá khứ. Không riêng gì gia tộc Lê Thanh Hải, rồi sẽ đến lượt gia tộc Nguyễn Tấn Dũng, một thời cõng rắn cắn gà nhà, phá hại quốc gia, cũng không thoát khỏi luật nhân quả. Riêng ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng cũng đừng vội tự mãn, đắc thắng, vì nó chỉ là nhất thời. Tội tiếp tay bán nước cho tàu của ông và Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam
sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của trời đất và hồn thiêng sông núi.